thay mặt cho các anh em ở trên Lũng Cáng rất là vinh dự được đón đoàn của chú Đa và chú Phúc từ Biên Hòa ra chơi với cả các anh em. Hôm nay thì lại lên đến tận nơi như này và đặc biệt là có lại một cái sinh nhật của cháu của chú Phúc và chú Đa nữa, là sau nghỉ Lâm Môn. Xin chào tất cả các bác, hiện giờ thì Ước đang có mặt tại nhà anh Vàng. Này là anh em nấu cơm, ăn cơm ở nhà anh Vàng. Tối nay sẽ tiếp chú Đa với chú Phúc. Em Xính đây rồi, em Xính cũng đi xuống đây. Chào Xính nhá. Hôm nay đường còn trơn không Xính? Mai chắc là có khả năng là chú Đa với chú Phúc lên lán em đấy. Không sao, không sao. Xính, mai có khả năng là chú Đa chú Phúc bảo lên lán em, lên trải nghiệm ở trên đấy. Anh dẫn lên à? Ừ, mình chưa biết thế nào. Trên rồi. Hả? Mai đường không trên rồi. Ừ. Nhưng mà các chú đi đông người chắc cũng phải đi bộ thôi. Mặc cái áo chở anh. Cái lần kia ai bảo mình ngồi đấy? Đây là mủ ngan với mủ gà các bạn. Xin chào. Đấy, gà đen. Gà làng. À, xương đen. Gà này lấy nhà nào đây anh vào? Gà dưới này 170, 180 một cân. 180 một cân, gà đen. 4 con gan gì anh vàng kìa. Canh rau ngót. À, anh Vàng ơi, làm mấy nhá, canh đắng nhá, lòng mề ấy. Chú đã hôm qua bảo chú bảo thích ăn thử món canh đắng ấy, hoa đu đủ ấy. Cả, cả hoa với cả lá. Hoa thì ít thôi, không có mấy. Mùa này hoa tàn hết rồi, còn lá nhiều hơn đi. Ăn lá được rồi. Nhà hôm nay gặt lúa à? Vâng ạ. Thế Lừ có về đâu? Không ạ, con về đâu em sẽ gặt ạ. À, một mình em khác làm à? Vâng ạ. Lừ đi làm thuê rồi nhỉ? Vâng ạ. Hôm qua Lừ điện cho anh mà. À, gọi. Hôm nay được 4 ngày rồi. Hôm qua đấy Lừ gọi cho anh. Anh Vàng ơi! Anh Vàng, thì bảo anh Vàng làm một ít măng khô nấu với chân chân vịt đây, à, chân ngan chân gà ấy. Có lán có nhỉ? Làm giống à? Cái này giống to mà nó không phải giống bé bé đâu. Lấy về trồng. Lấy về phơi khô, khô nọ trồng. Tính lên bụng á. Xính ai cho cái áo này? À chú Hùng cho. Đi xe. Đẹp không? Đẹp. Tuyệt vời luôn. Mà đi xe thì không phải nói, không giết tí nào. Bây giờ chưa lạnh thôi, lạnh thì phải mặc áo đấy mới để ấm được. À nhà Lư có nho nhỉ, nho rừng này. Có mà, lúc sai cái sai. Các bác nho rừng. Nó leo lên cái cây móc này. À có quả kìa Xính kìa. Quả cái quả móc này. Có mấy chùm kìa. Nho mà, mùa này đang là mùa nho rừng mà. Phải nho. Phải mà. Thế hẳn á. Trước bé đi chăn trâu vặt xuất. Đây này. Đấy, dây nho rừng nha các bác. Trong lúc chờ đợi gà vịt chín nha các bác, đi lên xem cái bếp lò anh Quả dọn nào rồi. Hello chị nhá, hôm nay không đi làm à? Hôm nay anh Quả có ở nhà không chị? Không ạ. Anh Quả đi đâu rồi? Đi gặt lúa rồi. Thế chị hôm nay không đi gặt à? Chị vừa đi trong xã rồi. Không đi gặt nữa. Chào chào bác nha. Khô hết rồi nhỉ bác nhỉ?
Phơi một hai lần nhá. Bác. Phơi một lần nữa. Nắng to là chỉ hai buổi là hết nhỉ bác nhỉ? Nắng đến đây thì nó phải hai ngày. Đấy, bếp lò đấy, chuẩn bị làm thịt trâu treo. Chắc vài hôm nữa các bạn mới có thời gian làm. Này, chỉ phải lấy cái kỳ xúc vào chứ. Em tưởng nó chưa khô chỉ lấy bạt chùm vào thôi. Sợ mưa à? Sợ mưa nên là thu à? Mưa nó phá là hỏng hết. Chùm kín vào chắc vẫn được. Cái này chắc không được. Cố gắng dọn đi không. Ê, chị quạt chưa? Chưa. Để nó khô mới quạt xong mới cất à? Vâng. Có hạt lép nhiều nhỉ? Năm nay nó ấy là xấu. Không được mùa, chết đói. Hôm nay chị đến được ngày nghỉ à? Hôm nay ngày nghỉ mà. Một tuần nó được nghỉ mấy ngày nhỉ? Một tuần làm một ngày. Tuần một ngày á? Ừ. Nghỉ chủ nhật thôi. Sáng nay đi huyện về xong là chiều lại vào xã à? Vừa về đến nhà. Nghỉ cho. Cho cái mặt đánh. Tao lúc sau điện thoại vô bao à? Thôi bác làm nhá, chỉ lắng em đi xuống nhà anh Vàng đây. Tưởng anh Quả nhà để hỏi anh cái lò đó mà. Thôi để mai em lên sau. Chuẩn bị sấy thịt tiếp thôi. Chế rau gì được nhỉ Minh nhỉ? Chế rau gì xào được? Canh đắng này, rau ngót này. Có rau gì xào ấy, hay là luộc được nhỉ? Có. Chỉ có rau muống không? Đấy, rau muống xào cũng được. Không thì rau muống luộc cũng được nhỉ? Rau muống luộc được. Nhưng mà luộc thì lâu hết đấy. Luộc được mà. Em về nhà lấy con dao chứ. Cái bản chất lượng kém quá. Không chặt gì được. Về lấy dao à? Vâng. Về lấy dao. Tí đầu với chân Minh ạ. Đầu với chân cho vào Ninh cùng canh măng. Lấy của Ngan luôn. Ừ, lấy của Ngan cũng được. Ngà thì để lại nhỉ. Em cứ bấm mèo tí nó lên chia sau. Như giải lá chuối ra là chia dàn đều ra đây. Tối nay gọi tất cả anh em lung cá xuống. Ui. Hôm nay hầu như là trong làng nhà nào cũng bận gặt hay sao ấy. Thế thì dùng tay xé đây. Không có kéo thôi miễn cưỡng dùng tay. Có kéo thì nó đẹp hơn nó. À, tuyệt vời. Thế tí rồi, không có gì để bàn rồi.
Đấy, thịt lợn đen nhá. Lợn bản. Lợn sao gừng. Thịt mông nguyên nạc thôi nhỉ, anh Vàng nhỉ? Chắc được rồi anh ạ. Xào lâu quá sợ nó khô. Đúng rồi. Đây là món mẻn mén này. Đồ được lần thứ hai rồi. Tiếp chú Đa với chú Phúc cùng các chú trong đoàn ăn thử món mẻn mén. Vào em sử làm cho nước nhiều. Bác sinh đâu rồi nhỉ? Ở trên nhà. Trên nhà. Sinh trên nhà. Đây là măng khô. Măng khô nhá, măng của bà con. Măng ở Lũng Cáng luôn đấy. Không phải mua các bạn. Hôm nào chị bảo bà trông con giúp chị ấy, chị đi lấy mấy gốc ở dưới này thôi. À, lấy dưới suối nhỉ? Để phơi. Bây giờ vẫn có mà nhỉ? Bây giờ vẫn có. Hôm qua bây giờ nó ít rồi. Ít dần rồi. Chị bảo bà trông con mà chị đi lấy được gần một cũng gần được một gùi mà, nhưng mà lấy về phơi khô ăn hết rồi. Phơi nó hao đi nhiều lắm. Vâng. Nhắn 10 cái thì em Minh em đã chặt xong con gà đấy. Gà ra vào để ngon rất nhé. Ngan với gà để riêng chứ. Vâng, thứ 7 cho dễ. Còng này, đấy, còng to đùng này. Đang giờ ăn cơm mà các bác xem được miếng thịt gà này thì thôi chảy nước ra hai. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Cái này cứ để cả miếng này nhá. Cánh nó, cánh nó em cứ để thế đấy. Cho nó to đấy. Cho khách nhìn nó thoải mái. Đây thịt ngan nha các bác nha. Đấy, ngon chưa? Đi cái cường kia mua ở đây, mua cái lòng cả mẹ. Không, mỗi mề thôi, lòng để giấu cái nắng đấy. Anh Vàng ngan này mua nhà nào đây? Nhà Đức dưới này à? À, nhà Đức à? Ngan này dày thịt nhờ. Miếng nào miếng đấy luôn. Nhìn một tí nữa cả hàng luôn em ạ. Hold on. Đây mua, đây sớt cơm ở đây. Đây hết rồi. Sớt hết đi để nấu cái canh. Mua đấy ra đi luôn. Thì em phải về tắm nữa. Muốn về mua quả nào? Muốn về. Ơ là hãy uống mua của chú à? Ơ Vinh ơi, đây phải không? Cường hả anh? Đây. Xong thì mình chia luôn nhá. Vâng. Một mâm thịt gà thịt ngan khổng lồ luôn. 1 mét các bạn. Cái này để tí nữa tạ ớt nhỉ. Tạ ớt nhưng mà sao ít thế nhỉ? Bằng này con nhỉ, sao ngan ít thế nhỉ? Nên nó mỏ trong chỗ rồi. Không phải chỗ nhớ. Được. Chưa nói gì nào. Chỉ để tầm cái tầm thì khó gì. Thế nó bấm vào canh còn tí là mặn. Ông này không cho à, còn rất lâu này nữa mà. Không, lâu hết để nấu canh trắng ạ. Tí mình nấu canh đá đu đủ ấy. Tí mình chia luôn thịt ngan giúp anh với nhá. Ngan thịt gái. Đố xào. Ừ. Mấy thịt cho mặn. Nhiều cua đâu nó không phải. Nhiều cua. Lên bấy luôn mà. Chắc các chú sắp vào rồi. Trời cũng tối rồi.
anh em làm rất là khẩn trương. Hôm nay ai cũng bận gặt một tí nên là không có người các bạn. Cong hết cả mẹt. Cả đàn gây mẹt này, mất ăn đấy. Bây lá chuối hết ở đây rồi. Rồi tìm cái âu với cái ra múc là được nhỉ. Vâng. Tí pha nước chấm nữa, chanh ớt nữa, quá tuyệt vời. Đấy, em cũng chia đều nhiều cọc là được. Đầu với cổ cánh thì cho vào ấy hết rồi nhỉ. Cho vào canh măng hết rồi. Cổ thì vẫn để đây. Ăn thích ăn. Cứ dàn đều ra. Những thịt gà cũng xen vào. Ngồi với nhau cho tình cảm. Hiếm khi các chú lên đây. Hôm nay vất vả nhất là em Minh ấy. Em Minh anh Vàng. Mọi lần có lừ ở nhà nhưng mà hôm nay lừ không ở nhà. Mấy anh em cũng đi gặt hết rồi. Béo nhỉ. Cái đèn chăm cho ăn toàn chuối rồi. Tí xem cái cọc nào còn ít thì lại bổ sung nhỉ. Cho hai bên ngoài nhiều hơn một tí. Vâng. Bởi vì hai bên ngoài mình ngồi nhiều hơn ấy. Vòng xung quanh này. À đấy. Hai đầu ấy, hai đầu lá chuối là hơi nhiều hơn. Cong cho nó. Ăn cho nó ăn cọng. Vâng. No cay. Nè. Đâu có nhiều quá. Đấy, này được rồi. Đều ấy. Rồi còn thịt gà nữa thì gà xem vào. Thịt gà chân cho khoảng chân nấu canh đâu nhỉ? Một bát nước chấm, một bát, hai, ba, bốn, năm bát nước chấm ấy. Gà ít thì cho giữa nhá. Đấy, em gà ít cho vào giữa luôn. Năm bát nước chấm là được. Đây, được sáu bát thì càng tốt. Tí về cho một người ở đây trông cái anh Vàng ạ. Con mèo đấy, mèo tấn công ấy. Em là mèo này em cũng không tha luôn. Thơm quá nhỉ. À, vẫn cho hai đầu đi nhiều hơn tí là ok. Có rượu cho anh Vàng. Một can à? Chưa có đẹp luôn. Chưa. Rất siêu cay nha các bác nha. Phải có món này mới ăn được cơm. Ớt nướng. Ngon, chủ yếu là nước chấm mà. Thầy mang đang ninh một lúc rồi.
Đầu chân cho vào đây hết rồi bám. Cho rồi mà này. À rồi, à, tuyệt vời. Cái đây canh đắng ạ. À? Đâu, cái canh đắng chưa đổ, đây là man luộc năng thế. Canh đắng tí lấy nước buộc vịt kia anh kìa. Vâng. Ờ, anh Quả. À, em Quả đây. Chào nhá. Vâng, em chào anh. Ừ. Anh cái con này, tuyệt bảo. Anh Quả giúp luôn nhá. Ừ. Hôm nay ai cũng đi bận gặp nên là không ai giúp làm bếp mấy. Ừ, hôm đi gặp về muộn gì. Cũng xong hết rồi mà anh mà. Bây giờ chỉ làm món canh đắng là được. Còn cái thịt này vẫn là từ điện cứ thế mà múc cho vào. Ừ, múc vào cạnh gần đấy thôi. Cái này ồ vừa lấy anh lên anh chia luôn đi. Có cái lát để nó vào. Chia đều ra nhá anh vào ơi. Đây là măng luộc. Lòng mì ra làm canh đắng nha các bác nha. Thái chưa nhỉ? Thái hết rồi. Mình thái rồi, mình đang về tắm. Đây, qua đi đủ lá đâu đủ đây. Món canh đắng này là xong rồi. Ơ báo lấy ớt đi đâu rồi nhỉ? Ớt đây này. Chỉ nên là ăn luôn. Chớ ớt ở đây nữa gì? Không, không chớ ớt đâu. Ớt đây tí là làm nước chấm thôi. Ớt nướng thơm mơn nhỉ anh nhỉ? Nướng qua là thơm. Đồ gì nướng không thơm. Ớt này nướng rồi, thơm. Cái mùi ngay. Còn giá tươi. Như là đâu. Cũng thơm nhỉ, cũng không bằng cái này. À anh Quả. Hả? Mấy hôm nữa anh xem mấy nhá. Dọn lò nhá. Ờ okay. À, chuẩn bị sấy thịt trâu, thịt bò tiếp đấy. Rồi. Mấy ngày nữa mới làm đấy. Vâng, mấy hôm nữa cho nó trời nó mát mát tí. Ừ. Thời gian nữa anh gặt xong chưa? Chưa, anh còn chưa gặt xong, biết anh mấy hôm nữa còn điều tra hộ nghèo nữa. Ừ. Anh cố gắng giải quyết công việc của anh đi. Chắc phải thì, làm chắc em thông báo trước rồi. Chắc phải tầm 20 mới làm xong được. 20 à? Ừ. Rồi ok. Bởi vì anh điều tra hộ nghèo nó phải dừng khoảng 2 đến 3 ngày. Ok. Cường vào. À, đồ anh ạ. Sợ cày quá. Anh Quả với anh Đưa. Đi với đau ngốt. Tôi cần em vào cái này chỉ xào đâu. Xong chưa nhỉ? Xong rồi anh. Bây giờ báo lên chia nước chấm đi. Vâng, em tìm con rau cắt chân á. Đây vào luôn nhá. Chia làm 5 bát đặt ở dưới mâm nhá. Vâng vâng. Gần thịt ngan thịt gà đấy. Cái gì đây? Thôi 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 thôi. Phải để riêng. Đây canh đầy này. Thì nó khác vị nhau khó ăn. Đổ đảo tí cho nước vào thôi. Cái hoa đủ ít rồi. Trên này hoa bắt đầu rụng rồi. Trên nhà anh có đâu, có ít cái này. Thế là đủ đắng rồi. 5 bát tha hồ. Cứ tính đủ 5 bát là được. Cái này cái điểm gừng à? À.
chỉ cho y tế phòng sang nào mới làm nó được. Đưa đi anh ơi, 5 ông mà. Ôi ok. Bây giờ cho vào bát thôi nhỉ. Hay mình nhức lên trên cho hay là múc ở đây luôn? Múc ở đây thôi. Nhưng nhớ phải xào lên. Đây là 6 bát đấy. 6 bát này nhỉ. Đấy, một mâm hoành tráng luôn nhỉ. Đây đường cao tốc. Đường cao tốc đồ ăn. Thẳng tưng. Đấy, nước chấm đấy. Nước chấm thần thánh này. Anh à, anh Vàng có quả rượu này được đấy nhỉ? Vâng. Rượu ông đất đấy phải không? Rượu ông đất. Đấy, rượu này cốt mấy rồi anh? Thứ 2 hay thứ 3 rồi đấy. Cốt 2, cốt 3 thì uống được. Cốt đầu, thì cốt đầu khó đâu. Uống lắm. Vâng. Chưa cay lắm. Thế em uống một lần em biết mà. Ừ. Nó uống nó không quen, nó bị dị ứng đấy. Thế là sưng mặt. Mình chỉ cốt 2, cốt 3 là cái này uống rồi là không có máu. Bà xong đấy. Ơ nước chấm không đủ à? Đâu một bát ở đây nữa. À đủ rồi nhỉ. Đấy chuẩn bị ly thôi. Các chú đang lên rồi đấy. Anh Thắng vừa điện cho anh rồi. Mén mén đây. Hoành tráng ấy mâm này. Đây bây giờ xem là anh em nào Lũng Cáng Vuông gọi xuống đây giao lưu hết đi. Vâng. Anh vừa gọi được Sùng cũng biết đếm tiền rồi. Xính em có ai gọi đi. Gọi anh Giàng á, sang đây. Có số điện thoại. Gọi thề ấy sang đây. Trần thì đi giúp hộ gặt đi đâu rồi, ăn cơm nhà người ta rồi. Dạ. Trần với Điếc thì đi làm thuê Hà Giang rồi. Dạ. Còn ai khu này không, bảo sang. Dạ. Giao lưu với các bác, hiếm khi các bác tận Đồng Nai vượt khoảng 2.000 cây số để lên đây chơi. Bây giờ mấy anh em ra đón các bác với được không? Đón đầu cầu này thôi. Em đi đón đi. Ừ, đi, đi hết đi. Cho một người ở nhà trông mâm thôi. Vâng, vâng. Cho anh ra ở nhà trông con, trông chó, trông thịt luôn. Ờ, à, rồi nhá. Vâng. Đi, đi hết, đi hết. Trông mấy xe nào? 1, 2, 3. Anh có đi à? Đấy, anh đi xe của anh cũng đi đón mà. Xe kia chiều vẫn ở đấy mà. Cân ba cân ấy được mà nhỉ? Được mà. Ờ, đi, anh, các bác lên đến gần cầu đây. Đấy, các bác đến rồi đây. Xem. Đâu, anh em đâu rồi? Tập hợp rồi. Đang ở đâu? Đang ở đâu? Xe luôn. Hai xe mà. Ngồi lên xe đây. Lên xe lên bố. Rồi chở các bác đi vào đây nhá. Anh Giàng, anh Long. Tí mật, tí mật, tí mật. Tí mật à? À, mình này. Thật này có áo cá này. Sát vào đây. Tên gì quên là anh nhỉ? Anh Giàng, cái Giàng. À, Giàng, Giàng. Anh đang... Xính một chân. Anh Xính. Vâng. Anh Xính đúng ở đây mà. Đức làm à? Biết đi làm. Ủa, xe à? Không? Để em mời các bác. Mời các bác lên xe đi. Khả năng phải đi hai người một xe. Bao xa? Đi vào khoảng một cây cơ. Đi đường bê tông thôi, một cây phải đi trước đi. Vâng vâng, để cháu đeo ông cho. Phải đi trước đi. Ông Bảy, cẩn thận, ông Bảy. Không biết tên tiền. À, thôi, đi vào đây nhỉ? Ừ. Phải đứng ra ngoài, cho người ta nhìn thấy. Còn ai nữa không? Anh Vàng ơi, con chó có sợ không đây? Bác Bảy. Sợ nó cắn đấy. Nhìn lạ. Ừ. À, xin chào nhé. Chào chú. Đây. À, chào đồng chí Chính. Chào tất cả mọi người nhá. Dạ. Bé.
À, chào. Dạ vâng, cháu, cháu lại chào chú ta. Một hôm không gặp. Không ai chứ, tao của tay chơi rộng à. Mong rồi, ước. Dạ, muốn á, muốn không lên đâu anh ạ. Ở đây ông đất đây chú ạ. Đất 5 triệu thôi. Chân lông và rất nhiều lông. Cái gì hả? Quang đó rồi, ông đang lương lửa đó rồi. Lương đi làm cái máy làm rồi. Lửa. Lừ. Chả biết nó đi đâu rồi. Anh Lử lại đi giúp họ gặt rồi. Hôm nay là anh em ở trong này là đi gặt chú ạ. Diễn viên nên là hơi vắng một tí. Giờ này nghỉ làm gì đó. Còn cái anh mà xuống răng đâu? Anh ấy cũng đi làm rồi chú ạ. Chẩn. Đi hộ họ gặt đấy. Nên là không về kịp được. Vâng. Xong là hộ anh em ở xa. Chạy xoay cái xe đèn nhưng quay ngược lại đây không? Chạy đi. Ấn tượng với cháu là cái vụ mà treo cột điện để lấy tổ ong á. Có con ong ở đây không? Hả? Phải ước được không nhỉ? Vâng. Cứ nhớ không nhỉ? Chú. Chú cảm ơn. Đó, chú chào cháu nhá. Vâng. Nhưng chắc chả nhớ chú ai đúng đâu. Có mà. Có mà làm sao mà nhớ được? Cái người chú Năm. Được bạn à? Được chú Năm. À rồi, ok rồi, chuẩn. Chú Năm lái xe lên trước, chú lái xe lên. Đúng rồi, đúng rồi. Cháu nhớ chứ. Hôm qua cháu còn hỏi không đi chú, nhưng mà chú chạy lên trước. Mai vào. Vâng. Đây anh Long, anh lên chưa? Cũng để lên cái. Để luôn. Không để ghế lên cao cao lên xíu. Đây đây đây. Xin chào là thứ bao nhiêu đây? Không. Làm luôn hả? Nhớ đúng không? Nhớ đúng tiền. Nhớ không tiền. Mà không có đưa tiền. Hôm nay sinh nhật Năm. Năm lái xe. Sinh nhật lâu rồi, sinh nhật chúng lâu rồi. Mày mày à? Mày mày anh em bắt chụp đây suốt đêm đi ạ. Sao em làm cái tổ chức đó vậy? Các chị và các bạn, các em và các cháu thì hôm nay tôi rất là vinh dự được tổ chức cho sinh nhật cho một người bạn công nhân của tôi. Thì báo cáo với ông bà, đây là dưới sự giúp đỡ của anh Nguyễn Tất Thắng cùng với các anh em ở trong tem, đúng không ạ? À, thì báo cáo này tức là đúng vào sinh nhật của anh Kiều Quang Năm vào ngày 5 tháng 10. Thế nhưng mà vào ngày 5 tháng 10 là tôi lại giao một cái nhiệm vụ cho anh ấy là chở khách của tôi, rồi lo khách cho mình, đi Quảng Ninh, rồi đi Bánh Đính. Thế nên là anh không tổ chức được, thì tôi sợ anh tủi thân, hôm nay tôi phải bù lại. Đây, báo cáo thì hôm nay mình sinh nhật cho một người bạn, thì tôi rất là vinh dự được tổ chức cho sinh nhật cho Năm, mời Năm lên sân khấu ạ. Ở tại cái không biết nói là đẹp quá ở là rất là ra đó ạ. Tại ở đây đây là một điều vinh dự, thì đây là một người bạn mà phải nói rằng là rất là thân thiết với tôi và giúp đỡ cho tôi rất là nhiều việc. Ví dụ như trong cái công việc của tôi vừa rồi ở gia đình thì có công việc và em đã giúp đỡ hết từ A đến Z.
cho đến hôm nay nữa là em nó cũng mà hôm nay mà cũng không có em nó nữa cho cái việc là trao quà trong kia là anh em mình vất vả đấy. Thế mà cũng coi như là hôm qua phải tách còn một thân một mình đi vào đó lại còn phải đóng gói quà chia quà, hôm nay mình chỉ việc vào trao thôi, đó là một cái tinh thần là tuổi bạn tôi rất là trách nhiệm. Thì hôm nay xin được chúc mừng sức khỏe của bạn nhân dịp sinh nhật mời. Vâng, xin cảm ơn ông. Xin tôi lại thế là cũng xin cảm ơn ông trẻ ra cùng với kênh YouTube của Nguyễn Đức Thắng cùng cộng sự của anh em và anh em tổ mình từ thiện trên Hà Lan. Hôm nay được sự quan tâm của ông Đạo và anh em đã làm sinh nhật cho mình ở nơi rất là xa, mình không biết được xin phép cảm ơn tất cả mọi người, xin cảm ơn tất cả. Vâng, cảm ơn. Vâng, cảm ơn. Sinh nhật trên bản. Vâng. Vâng. Sinh nhật trên bản. Vâng. Vâng. Chuẩn bị tắt điện nhá. À, có trùng cháy nhà. Sao? Cháy thì cháy. Ôi, ôi, hát lên, hát cái khúc, hát đi bây giờ. Hà Nội đây đầy tơ du, Hà Nội đây đầy tiếng du, Hà Nội đây. Tuyệt rồi, trong tay của anh ạ. Và đây là quà của bạn nhé. Xin lên chào tấm hình này anh Quốc. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Chụp bức ảnh. Rồi, mời các bạn cùng đi. Cảm ơn nha. Và tiếp theo là tôi mời em xính lên sân khấu để tôi tổ chức cũng sinh nhật luôn nè. Chính chính chính, chúng ta gọi. Đây đây em nè. Anh Thắng nên thay mặt tem tặng quà cho. À, xin lỗi xin lỗi anh Thắng ạ. Đang làm Canada. Đây là quà của chúng ta Canada. Giao cho cháu tặng cho em xích. Vâng. Đây là một người chúng ta xin tưởng lời trước khi tặng. À, chú nhờ tên của cháu. Vâng. À, lý do tại sao mà trong trái tim chú lại yêu quý của em đây ấy. Lý do là cháu có cái nghị lực rất là lớn. Vâng. Cháu khiếm khuyết thân thể. Thế nhưng mà con người phải nói chịu khó làm ăn và hiện nay là đang rất là thành đạt. Mà tôi cũng biết được là trên cả nước là rất là nhiều người yêu thương em, đúng không? Mà cộng với hiện nay là tôi cũng nghe từ cái kênh của em của cháu thì thấy là hình như là đang có me me, đúng không? Coi một lần nữa chúng ta là chúc hạnh phúc hai cháu sức khỏe và con đường thành công của cháu trên phát triển kinh tế thật là xứng danh với thanh niên của xứ Hà Giang này nhé. Chúc sức khỏe. Rất là vinh dự được thay mặt cho chúng ta gửi món quà lại cho em xính. Rất mong là trong cái thời gian tới em sẽ cố gắng hơn trong cái công việc và cái gia đình của mình để cho mọi người ở Lũng Cán có thể nhìn qua cái hình ảnh cái gương của em để mọi người còn tiếp tục làm phát triển kinh tế cho Lũng Cán ngày một giàu đẹp hơn. Và xin cảm ơn toàn của chúng ta đồng và riêng cá nhân chúng ta. Chưa nhà xong mà chưa còn đang tặng hoa
đâu. À, tặng hoa, tặng hoa. Đấy, không cần tặng hoa cháu anh, cháu của anh mà cháu của em đâu. Thôi xong rồi, xong rồi. Cậu của cháu lên tặng hoa để chụp cái mình nữa. Nó muốn lên gì thì. Thế đâu, đang đâu ra đây, chưa có mà. Có hết bất gì không? Có chứ, không phải chụp phần một. Anh tặng tặng tặng. Xin cảm ơn nhá. Xin cũng vào cùng luôn. Cái gì sinh nhật xính nữa à. Rồi, ôi la cười lên. Rồi. Rồi, rồi. Ok, cảm ơn chưa. Nhớ chuyển cho chúng ta nha con. Dạ vâng ạ. Bánh này thì để tí nữa xong rồi nhá. Rồi, ra bàn nước nhá. Rồi, bây giờ xong rồi. Anh em cháu mình nhậu muộn rồi. Rồi. Bây giờ còn mình tập trung đây ước chụp cho gắn. Đứa gắn đây. À, bây giờ mình không ngồi vào, cứ ngồi vào. Không, đứng đây cho gái mình. Đâu tem Nguyễn Đức Thắng đâu vào đây hết ạ. Toán cái diễn viên thằng Thắng. Đâu diễn viên điện tử đâu, nào mấy anh em đứng vào đây. Vào đi. Ai cứ đứng vào của chị. Đấy vào đi. Ở viện tiếp cứ đứng vào điểm lạnh bây giờ. Vào đi. 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 Đây đây đây. Nào hai kia ông giỏi không biết đếm tiền. Không biết đếm tiền đâu rồi, đứng vào đây. Nhanh nhanh nhanh. Có phải điện tử nên mình nhận giật nhận lại. Có hai cái cô điểm nhạc kia vào đây cái. Cô vỏ vàng cả cô nào kia nó vào đây. Cô đỏ vào đi. Nào nha, cháu chụp nha. Nào, 1, 2, rồi, đẹp luôn. Đứng lên vậy. Cố gắng cho dạ vâng. Phấn đấu để cho làm gương cho nhiều người nhé. Nhất là sùng đứng tiền để nó phấn đấu đấy. Đứng lên vậy. Bắt tay cả con cháu đấy chứ. Sinh nhật đầu tiên trên bảng. Sinh nhật đầu tiên. Đầu tiên rất xa luôn trên bảng này. Rồi, mình kỷ niệm cảm ơn rồi. Chúc cháu cố gắng. Rồi, được rồi. Đứng lên mà đi. Không biết là diễn viên điện tử này. Đấy, rồi, cảm ơn. Diễn viên điện tử nè. Diễn viên điện tử nè. Đứng lên trên. Diễn viên điện tử nè. Không, bây giờ là chúng ta phải biết tên. Đây là Minh Béo. Đây là Già. Anh trai của Xính. Đây là Long Long Vlog. Long Vlog. Đấy thôi cháu thôi à. Rồi. Cứ nhận lên là chú cháu. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú ạ. Dạ vâng, cháu xin chú. Đâu rồi? Đâu ông Thắng rồi? Mấy diễn viên này. Đâu anh em, rồi, đứng vào đây. Rồi ôi. Cần đâu. Chúng ta chú cho Lộc. Cảm ơn chú nhé. Chú cho mấy diễn viên này. Lạnh ai này chú nhé. Lạnh ai này chú nhé. Còn cho cả mẹ nhé. Chú cho 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 anh vào ngồi ở dưới đi, ngồi cái chỗ này. Quả ơi. Bác gì đấy? Xuống thôi bác. Bạn ơi, còn cái gì đây mùi này cho vào đây này không? Đây, thì em ngồi đầu này cũng được. Anh Long ơi, thì em ngồi trên đây được. Mấy xay ngủ nữa nhá. Cướp đây. Dạ. Là bên sau đấy. Anh Long lên đấy. Cướp con trai. Dạ vâng. Cướp con trai. Cướp con trai được rồi. Dạ vâng ạ. Cướp con trai này. Đi ra. Cái này. Anh Máng ơi. Uống rượu của các chú ơi. Cho một bát cho anh nhé. Ông cháu với con một tí rồi này. Vâng ơi. Kiếm hai cái bát để có cái bát hai bát rượu để đổi đi rượu không? Đúng rồi, không ăn nữa. Ông không có rượu đi. Mà xuống cũng biết đến rượu. Xin rót rượu cho các chú bên này nhá. Ừ, xin với Pháo nhá. Vâng, em Pháo này ít tuổi hơn. Vâng, Pháo ít tuổi hơn em. Táo có 93 thôi. Anh làm cho thêm mấy cây tô vào đây. À, bốn góc này. Đây, đây, đây. Đấy, cho cháu giúp ăn thử mèn mén này. Mèn mén hôm nay mèn mén này khô quá chú ạ. À. Sợ chú ăn cũng được rồi. Ừ, em ngồi đây à? Hay là ngồi đâu đấy? Đây thì em ngồi bên này được.
Cái đó là gì? Em chú ơi vào đi. Nguyên lô. Đi Hà Giang mà không ăn mèn mén là không được đâu. Mèn mén vừa nó vào top 100 mèn mén là của Việt Nam. Thiếu. Biết nó thế nào? Ngô đồ gì vậy? Xay xong đồ gì? Đâu người ta làm kỹ đồ hai lần. Xay một thứ nhất đi. Xong đồ hai lần. Đi với cái sợi người ta xoa. Anh ăn mèo không? Để đi uống. Làm tí. Đây. Thay mặt cho các anh em ở trên Lũng Cáng rất là vinh dự được đón đoàn của chú Đa và chú Phúc từ Biên Hòa ra chơi với cả các anh em. Hôm nay thì lại lên đến tận nơi như này và đặc biệt là có lại một cái sinh nhật của cháu của chú Phúc và chú Đa nữa là sau nghỉ lâm môn. Hôm nay là có chút rượu nhạt mời các chú từ Biên Hòa nâng một chén rượu chúng ta rô để chúc mừng cho sinh nhật và chúc mừng cái sự gặp nhau hôm nay của Lũng Cáng và các chú ở trong Biên Hòa ra đây. Rồi ta đỡ đợi chú Thắng ra đi. Có ý kiến cứ đang làm như thế chứ anh lớn tuổi anh cứ bắt cái không? Không không, cũng phải đỡ lời đàng hoàng chứ. Bắt cái mà có tiền bắt cái không? Lúc này bài bản thì không? Chú ơi! Các chú, các em và các cháu vào đi chú! Cho chú và ra được thay mặt đoàn Biên Hòa Đồng Nai về đây là được anh em trong tem cũng như là nhất là anh Nguyễn Tất Thắng là tiếp đoàn thì rất là chu đáo mà tình cảm từ hôm qua nay thôi. Anh Thắng rất là mệt đi cùng đoàn rồi tiếp đoàn rất là chu đáo thì rất là thay mặt đoàn rất cảm ơn toàn thể các anh em trong team cũng như là cảm ơn chú gia đình nhé. Thì tạo điều kiện cho anh em họp mặt ở đây để chúc sức khỏe. Tôi xin được phép là chúc tất cả mọi người sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành đạt, vạn sự cát tường. Xin cảm ơn. Vâng, xin mời cả đoàn nhá. Vâng, vào. Rồi. Ô thầy ba, yo, thầy ba, yo, thầy ba, yo. Không phải làm đi.
không nâng cầm nâng dập lên thôi không ạ không chứ là cái đặt được rồi về ăn đi ăn uống rồi chú nè cháu ăn không nhá cháu mời các chú ăn cơm nhá mời tất cả anh em nhá mời nè chú nè thử luôn trước chứ mình nào mình là sao nó không phải các chú dùng tự nhiên nhá chú dùng nhá ai thắng chạy vào đi đánh tả gà này là gà đặc sản của người Mông là gà đen gà xương đen gà này là gà xương đen ông ăn đi ạ trên bảng này hết đấy không có nói chung là hàng không kháng sinh không có kháng sinh gì cả chuẩn rồi các bác cứ ăn thử vịt ngan với cả gà đây xem cho mời cả nhà nhá vâng vâng mời các bác nhá quả biết không dạ chú bảo chú bảo là chú muốn thực tế là vì vừa rồi chúng tôi đã đến nhà vàng làm cơ bản nó xong rồi rộng rãi mẹ hắn mà làm nhà vàng nó tình cảm các thứ lên đây nó mang tiếp thôi cháu mời các chú nhá kiểu nó thực tế hơn bây giờ nó cũng là mình phải đi thực tế đúng cái này còn nhiều không này nó làm dần dần mấy loại gà đen mình áp cho ông một miếng gà đen này bạn lấy những cái gà đen cho cháu đấy cho ông xin cũng uống được rượu à cháu giao cho ông đi đấy cái này là ăn là đúng không ăn được chân canh anh nhà cũng được anh bác thấy anh mạng đi giao lưu với các chú được không tôi mời đầu bếp Minh mời nhá giờ nếu hôm nay thắng không nói sớm thì nữa là đây làm đấy nói chung là bất ngờ mấy con cậu đi mềm mềm nó nữa rồi đây biết mất này đó rồi lâu ăn rồi cái này hay chú Phúc ạ chú Phúc là hôm nay lần đầu tiên ăn mẻ mén rồi phải chú chú Phúc ơi hôm nay chú là lần đầu tiên ăn mẻ mén rồi phải không mới uống với vợ cháu xong coi quá nhiều coi từ lúc người ta thay đồ công nhận là nhìn người cũng cao ăn chưa bao giờ được rồi vừa uống cả hai đồ quan trọng luôn từng cháu đến mười một thôi em sùng em đi giao lưu với các chú trước này hôm nay chú Phúc ơi cháu giới thiệu hôm nay đầu bếp chính đây cháu biết làm mấy món nhanh nhất ba câu cá leo lên rất là hay không kiểu câu nhiều mình cũng không biết không bờ cho con cháu làm hôm trước cháu nhờ Minh này câu mà cháu là rất dành nhiều nhìn con cũng biết là con người nó phải bây giờ mình giống như sống ở cái thời hội nhập là phải tháo vát cho cái nắm bắt được thời cơ chân tay không biết nói gì giờ chén luôn chú ơi sùng không biết nói tiếng phổ thông đoạn phải nói chú không chú chào chú nha rồi vẫn khỏe nhá chú Phúc là biết rồi nhờ biết sùng rồi thằng này là biệt danh nó là sùng không có tiền gì ra bảo trưởng thôn dạy hôm trưởng thôn dạ cháu nó biết nói tiếng Kinh thì thôi phải phục tập chứ nếu mà dám đi Hà Nội làm thôi bị lừa chết rồi đi được à? Ba hôm mà sao? Cuối cùng là tụi này lại phải lo về. May còn có anh Kiên đấy, không có anh Kiên thì gì? Vậy? Hả? À, uống một chén đấy nó nói được rồi. Tôi cháu mời ông ạ. Cháu mời ông nhé. Ông ăn đi ạ. Ông ăn đi ạ. Tức là cà làm đen đúng không ạ? Cảm ơn ạ.
Ôi, cháu cũng xin phép mời bác một chút đã nhỉ. Đấy, sức khỏe nhá. Chúc Phước ơi, cháu mời chúng một ly. Tí mày chứ, tí mày chạy xe về đấy. Công an bắt cháu cũng một lá nhỉ. Toàn anh em ở đây, ngủ đây cũng được mà. Ước ngủ đây cũng được chứ. Không sao thì sao quán ngủ chứ. Đấy. Thằng này hay lắm. Thằng này mập quá. Thì sao ngủ với anh Long ấy. Ước ở đấy bỏ hôm qua anh bảo là chào chú, chào xin phép, đây đây mời, không cho chú rượu đâu, vợ ước nó có bầu đấy. Chú Minh ngày hôm nay Minh là đầu bếp chính ấy, làm mấy món, làm mấy món bò phèn thôi. Nắng mà, sùng mời một vòng toát hết mồ hôi rồi. Không phải mời anh đâu. Hello mà. Các bác thì hello chú bác, hello. Nhưng mời các bác các chú. Cháu có cần con mà không? Đã bao nhiêu tuổi? Đèo báo đang mời chúng ta. À, ôi trời. Thế thì cháu phải gọi ông bằng ông nhá. Cháu có vợ con đâu mà lão dần, già, 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 già. Khó nhớ ghê. Anh trai thì có anh xin. Anh trai thì có tay em thì nhưng mà thế thế thôi, nhưng mà hai em thì chịu nổi. Chú Năm cùng tự nhiên nhá chú nhá. Ừ. Đợt đợt đợt. Cháu thì ăn viên. À. Báo đi mời các bác đi. Cháu già lắm. Uống đến miệng rồi chứ. Nhưng mà bà uống được rượu. À ừ. Chỉ nhớ thôi. Uống được bao uống đâu. Để muốn để muốn thời gian đó. À rồi. Để cho thế y tuổi xin. Vẫn trẻ. Anh cũng được. 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 Anh từ nãy giờ mời thẳng mâm đồ già này một lưng từ nãy giờ đấy đấy nước nó hỏi chú đâu đi đây đây cháu bây giờ cháu mới đến rồi. Cháu xin phép mời chú Đa một ly. Hết rượu rồi. À, mình mời chú Đa trước đi. À, đây mình mời trước đi. Chú Năm ơi. Chúc sức khỏe. Cảm ơn nhá. Vâng. Ăn đi đấy. Chú Đa, cháu mời chú một ly. Chúc sức khỏe nhá. Dạ vâng. Riêng chú quản bây giờ mà để cho họ để Long uống chưa? Dạ cháu uống rồi. Anh em hôm nay là rất vui với bác. Sài Gòn đúng tháng, tiếp đón các chú Đa, chú Phúc cùng các chú trong đoàn rất là nhiệt tình. Thôi giờ cũng là hút hết rồi. Không nhanh chưa? Cố được phép uống trước. Chắc tôi cũng xin tạm dừng video tại đây nhá. Chưa. Chú Đa nói này. Riêng chú Đa nó chơi tới cùng. Mà tụt quần chung chơi chứ không phải chơi xấu như ông Phúc đâu. Rồi à, xin chào các bác nha. Chú Đa rất là vui tính. Mùi chê thôi. Mùi chê.
Không, chú đang gần 60 tuổi nhưng vẫn chơi tại bến này. Vâng nhá. Chào nha, chào tất cả anh em Lung Cáng nhá. Làm chụp một tấm kỷ niệm đi. Chú ra đây. Vừa mới chụp với chú chơi. Ok, nhà đi. Em mình thôi. Vâng, con thắng. Dạ. Anh em chơi một chiếc xe. Có phải em à? Đúng rồi. Ba ơi. Chúng ta đây là phép để chúng tạm dừng rồi. Xin được cảm ơn. Ê, anh ra đúng rồi. Cảm ơn. Chơi nha. Chào mấy khi chưa bể miệng đấy. Đấy. Chào mấy khi lâu trăm. Này, đến chưa? Đếm nhá. Bao tiền? Đếm xem bao tiền nào chú Quốc lì xì ạ? 200. 500. Không biết này. À, cái này không biết. Không, không biết. 200, 500 là 700 bộ. Cái này không biết à? Không biết à? Cái này không biết à? Các chú đi lên nhà anh Quả Trần Thôn. Xin chào chú nha, cảm ơn nhá. Cảm ơn anh Vàng nhá. Cảm ơn em ơn nhá. Cảm ơn anh Vàng nhá. Chúc anh sức khỏe nhá. Mà bây giờ nó ngược lại, anh tôi bước vào trời tối đen như mực. Xong đặt cái bóng như bên này, tại bên kia gần cửa bếp rồi. Bên này anh Quả phải có một cái bóng ở đây này. Sáng được. Thấy tối quá. Cái này được 2 năm. Trường thôn ngoài. Trường thôn là không được đẻ nó đâu nhá. Cái này thôi là thua. Một đếp là đẻ rồi. Hai nhà hàng tâm giúp. Vâng, còn gia đình trưởng thôn cũng hướng thêm một chút. Bán. Ở được cái này đẹp rồi. Anh mà biết trước là riêng trưởng thôn nó giúp cho chú liền này. Nhưng mà trưởng thôn gia đình cũng nếu mà để cái số tiền 80 triệu thì không để được cả bếp cả nhà. Mê vệ sinh nó đẹp như này. Ơ thế nhưng mà trưởng thôn đây không ăn hối lộ được à? Thôi chú ơi, ăn hối lộ là chết đấy. Thôi, anh em vào làm chén nước. Anh, nếu mà trưởng thôn mà bây giờ là anh là gọi là thần tượng của Nguyễn Tấn Thắng đúng không? Em hỏi anh kỷ niệm thằng này là gì? Thằng này á? Vâng. Không, thằng này là vàng. Anh chính cụt chân thôi, không có kỷ niệm. Bây giờ biệt hiệu, em nói biệt hiệu. Không có biệt hiệu gì cả. Không. Vậy bây giờ là chú giặt thôi chứ còn... Không. Vâng. Dài quá được. Mình bắt chụp lời của thằng Thắng nhưng mà lực. Em bắt của em. Em nói chú nghe. Ừ, được. Không được, anh nói vậy không được. Con này trưởng thôn ngày xưa mà anh ở trên này mà trưởng bản là to lắm. Cháu chín giờ cháu tí nữa thì... Nếu vào bố bản là sợ lắm. Cái này nước hay sợ lắm. Nước lại đừng muốn làm. 3 phút quá. Để cho vào ra phải để làm đấy. Ôi, ngày xưa mà vào bố bảng chợ lắm. Mà nhà cháu thì trên nước thôi. Ngày đó là có súng kíp, nhưng bây giờ không có rồi. Hết rồi chú ạ. Mà nhà có súng lục đấy. Súng kíp. Anh như là nước cuối rồi. Anh ơi, thằng Thắng nó dạy em rồi. Nhà Thắng đâu nó dạy chú được. Dạy ở trên vấn đề tư cách như trẻ em. Thằng nó dạy em, nó bảo là nhà thơ Tố nó có nói câu là văn không hay bởi là văn rốt. Mà chứ không đẹp bởi không có tay. Đấy. Là chân hương. Vâng. Nhưng mà thằng này là cái thằng biệt hiệu là thằng gì anh biết không? Thằng điếc. Không, thằng điếc. Anh nhìn. Thằng điếc của nó là điếc mùi. Điếc mùi nó điếc thôi. Không, thằng này cũng điếc. Đúng không? Không, thằng điếc thì thằng điếc. Thằng điếc cũng điếc. Thằng điếc là càng khôn. Ông mày xuất cha nó hỏi hỏi. Nặng tay thôi. Này, này em là trưởng thôn nhá, tôi nói này. Hỏi mượn tiền nó mà cái gì? Hả? Nhưng mà khi mà nói lên cái chỗ kia bảo kiếm được tiền nó cái gì? Là rất là vui tính. Bà bảo ngủ thêm thì nó lại bảo chưa ngủ. Vâng. Cái thằng điên cậu hỏi mượn tiền nó cơ. Lấy xe mà di chuyển cái.
đến nhà cháu chơi thì cháu hứa hẹn gặp lại một ngày nào ở đúng đắn. Chú rất là vui. Nhưng mà đừng có để mà chú lên xong bắt đầu bắt tiền được lắm. Bắt là hay quá. Nhà trưởng bản rất đơn giản nhé. Rất nấu đi. Vâng, chào chú nhá. Anh em chào các chú các bác đi. Chào chú nhá. Chào chú nhá. Rồi, giải tán đám đông về ngủ. Mùi chê, mùi chê. Được rồi. Nha, xin chào các bác nhá. Kết thúc video này. Đang vui đến xây đạp. Mình mới phải lên loa. Đang máu ấy. Thôi nha, chào tất cả anh em lung cáng nha. Thôi cảm ơn em Vàng nha. Không nói gì thêm rồi. Anh em mình về sang nhà. Cảm ơn rồi. Thôi cảm ơn anh gia đình. Nhà kia rồi. Nhà kia rồi. Cảm ơn tất cả anh em nhá.